Các chuyên gia cho rằng Đài Bắc nên cân nhắc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ để thường xuyên kiểm tra các sản phẩm của Trung Quốc. Các chuyên gia ở Đài Loan đã cảnh báo rằng các máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất được sử dụng bởi các công ty tư nhân và cá nhân của nước này có thể chuyển thông tin trở lại Bắc Kinh. Truyền thông địa phương đưa tin, nhiều quốc gia cấm khu vực công sử dụng các sản phẩm liên quan đến thông tin và truyền thông của Trung Quốc. Do đó, Đài Bắc nên xem xét hợp tác với các tổ chức phi chính phủ để thường xuyên thử nghiệm các sản phẩm của Trung Quốc và chia sẻ kết quả với công chúng. Taiwan News dẫn lời Su Tzu-yun, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh, cho biết. Trước đây, điện thoại di động Xiaomi, Huawei và ZTE cũng như máy bay không người lái DJI đều được phát hiện có cài đặt phần mềm truyền dữ liệu trong chương trình cơ sở của chúng, Su cho biết. Do đó, đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2020 của Mỹ đã hạn chế chính phủ liên bang mua sắm máy bay không người lái của Trung Quốc. Theo Taiwan News, công dân và doanh nghiệp Trung Quốc có nghĩa vụ hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác trong các hoạt động tình báo quốc gia theo Điều 14 của Luật Tình báo Quốc gia Trung Quốc. Ủy ban Truyền thông Quốc gia Đài Loan cho biết, về quy tắc, bất cứ khi nào Bắc Kinh yêu cầu các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp thông tin liên quan, họ không thể từ chối. Khi các doanh nghiệp tư nhân hoặc cá nhân sử dụng máy bay không người lái của Trung Quốc, các hình ảnh liên quan và dữ liệu quan trọng khác có thể được gửi lại cho các nhà sản xuất Trung Quốc. Sau đó có thể được chuyển đến các cơ quan chính phủ Trung Quốc, theo Taiwan News. Về mặt lý thuyết, các máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất nên bị cấm hoàn toàn. Li Chung-hsien, giáo sư tại khoa kỹ thuật điện tại Đại học Quốc gia Cheng Kung, cho biết. Nhưng ông Li cho rằng Đài Loan không có cách tiếp cận thân tàn ma dại liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, ông cho rằng các cơ quan hữu quan cần phải kiểm tra các chức năng của máy bay không người lái Trung Quốc và đưa ra các quy định toàn diện. Không giống như các quy định hiện hành chỉ quy định về an toàn bay. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!